Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng với các tỉnh thành ủy trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Nhiều ý kiến tại hội nghị đề nghị tăng cường phân cấp cho địa phương trong thực hiện một số chủ trương về thi tuyển chuyên viên cao cấp, quy hoạch cán bộ diện trung ương quản lý, tiến hành sáp nhập một số phòng ban gần nhau về chức năng nhiệm vụ, siết chặt quản lý hồ sơ cán bộ. Rút kinh nghiệm từ một số vụ việc được báo chí nêu về công tác cán bộ trong thời gian qua, các địa phương cần chủ động rà soát để khắc phục ngay những bất cập trong công tác này. Các ý kiến đề nghị Trung ương sớm nghiên cứu cơ chế áp dụng cho cán bộ công chức khi thực hiện tinh giản biên chế, hướng dẫn công tác luân chuyển cán bộ từ cấp tỉnh xuống cấp huyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho ý kiến về mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công với tiêu chí 4 tại chỗ, bao gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả hồ sơ tại chỗ, đề xuất trung tâm dịch vụ hành chính công thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố quản lý. Về đề án vị trí việc làm, đồng chí đề nghị trong quá trình thực hiện, các cơ quan chuyên môn xây dựng đề án phải mô tả rõ từng vị trí việc làm một cách đơn giản, chính xác, một người làm được nhiều việc. Về nhiệm vụ tháng 4 và những tháng tiếp theo, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các tỉnh, thành ủy tập trung thực hiện các đề án được Trung ương, Bộ Chính trị giao như đề án về phân cấp quản lý, đề án luân chuyển cán bộ, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, những biểu hiện tiêu cực liên quan đến công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Về công tác tinh giản biên chế, cần có một hội nghị chuyên đề của toàn ngành để bàn về vấn đề này. Về cải cách hành chính trong Đảng, các tỉnh, thành ủy đề xuất những vấn đề cần đổi mới để thủ tục đơn giản, thuận lợi. Về việc học tập nghiên cứu tại nước ngoài, cần có quy định chặt chẽ về tiêu chí đối với các khóa học trung hạn và dài hạn. Qua rà soát kiểm điểm của Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ hiện nay một số địa phương đơn vị kiểm điểm chưa đạt yêu cầu, do vậy sẽ phải tiến hành kiểm điểm lại. Công tác luân chuyển cán bộ sẽ đề xuất xây dựng quy chế, quy trình luân chuyển phù hợp với tình hình. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng, ban tổ chức các tỉnh thành ủy tập trung cao cho công tác cán bộ, quản lý cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về quy hoạch các khu vực cải tạo xây mới các khu chung cư và kế hoạch cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình và đại diện các sở ngành đơn vị liên quan. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 205 chung cư cũ, trong đó có 178 chung cư cần phá dỡ để xây dựng lại, 27 chung cư phải cải tạo nâng cấp. Theo đó, từ 178 chung cư cũ sẽ phá dỡ quy hoạch lại thành 10 khu với 21 chung cư tái định cư từ 6 đến 29 tầng để bảo đảm quỹ nhà, tạo điểm nhấn cho đô thị cũ, tăng hiệu quả sử dụng đất, trong đó dành quỹ đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xây dựng, cây xanh. Đối với 27 chung cư cũ, cải tạo sửa chữa sẽ giữ nguyên các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo hiện trạng. Tổng vốn đầu tư khoảng 15.155 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước hơn 3.700 tỷ, bao gồm chi phí hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạm cư, sửa chữa 27 chung cư cũ. Vốn đầu tư theo hình thức BT là trên 11.400 tỷ, bao gồm các chi phí phá dỡ chung cư cũ, xây dựng 21 chung cư tái định cư, xây dựng hạ tầng trong phạm vi quy hoạch. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Tài chính rà soát tính khả thi của kế hoạch cải tạo chung cư cũ, xem xét lại tổng mức đầu tư, nguồn lực đầu tư của thành phố và nhà đầu tư, lộ trình thực hiện, yêu cầu Sở Xây dựng quy hoạch chi tiết từng khu vực, trước hết tập trung thực hiện các khu vực có tính khả thi cao. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, chiều qua đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Tại hội nghị, đại biểu đề xuất ý kiến, cách sử dụng thuật ngữ trong dự thảo luật chỉ mang tính chất định tính, chưa rõ nghĩa. Ví dụ như thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
đa số đại biểu đồng tình rằng biên độ khung hình phạt tù trong dự thảo luật quá rộng nên thu hẹp khoảng cách này. Về tội phạm tham nhũng, cần mở rộng phạm vi ở cả khu vực tư cũng như hình sự hóa các hành vi làm giàu bất chính. Nên bổ sung thêm 5 hành vi tham nhũng được quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống tham nhũng để bảo đảm tính tương thích giữa hai bộ luật. Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, các đại biểu đồng thuận với phương án 2 giữ như dự thảo luật do chính phủ trình, đồng thời đề xuất nên mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại cùng nhiều ý kiến khác. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến, tổng hợp trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14. Mặc dù GDP cả nước chịu nhiều tác động dẫn tới tăng trưởng không đạt kế hoạch đề ra, nhưng với những bước đột phá đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kinh tế Hải Phòng đã đạt những con số tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, mức tăng trưởng của tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố đã đạt 12,7%, cao nhất trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh mức tăng trưởng của cả nước đang chậm lại, ước đạt 5,1% và một số thành phố lớn như Hà Nội là 7,06%, thành phố Hồ Chí Minh đạt 7,46%, thì con số của Hải Phòng là 12,7% cho thấy ý nghĩa rất quan trọng. Với một loạt giải pháp đồng bộ quyết liệt trong tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhiều ngành kinh tế Hải Phòng đều có mức tăng trưởng khá cao như sản xuất công nghiệp tăng gần 19%, xuất nhập khẩu tăng sấp xỉ 20%, thu ngân sách nội địa tăng 22,8%. Bên cạnh những con số trên, bức tranh kinh tế Hải Phòng cũng cho thấy sự khởi sắc khi một loạt các công trình dự án đang đẩy nhanh tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển của thành phố. Dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, nhiều gói thầu đã vượt kế hoạch đề ra. Một loạt công trình được khởi công trong quý 1 và chuẩn bị khởi công trong tháng 4 này. Hải Phòng tiếp tục tăng 7 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nằm trong top 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, GDP tăng gần 13% cũng được đánh giá là một con số tăng trưởng nóng. Do vậy, bên cạnh những giải pháp bứt phá, Hải Phòng tiếp tục quan tâm tới tăng trưởng kinh tế hài hòa với các vấn đề xã hội, góp phần phát triển bền vững. Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính thủ tục cảng biển là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động trong xu thế cạnh tranh giữa hệ thống cảng biển của cả nước và khu vực. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã triển khai các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ tàu, đại lý hàng hải và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cảng biển. Là khách hàng quen thuộc, anh Nguyễn Trọng Đại tới làm thủ tục xếp dỡ hàng hóa tại bộ phận thủ tục hành chính, cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trung bình mỗi tuần từ 3 đến 4 lần. Nhờ hệ thống điện tử cảng biển liên thông với hệ thống một cửa quốc gia, biên phòng điện tử, thông quan hải quan nên thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm xuống chỉ còn từ 10 đến 15 phút. Tôi thấy là cảng vụ Cảng hải và các bên thì luôn hướng dẫn và tạo điều kiện để thời gian giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Trước kia thì cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ giấy để trình các bên, nhưng bây giờ thì đã bớt được rất là nhiều. Phát huy lợi thế của một trong bốn cảng biển lớn trong cả nước, cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực cảng biển, những năm qua, cảng vụ luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cảng biển. Theo cái thông tư 54 của Bộ Giao thông Vận tải, là đối với các tàu vận tải nội địa cũng thực hiện theo cái thủ tục điện tử trên cái cổng thông tin của Bộ Giao thông. Thứ nhất là đối với tàu thuyền xuất nhập cảnh thì là làm thủ tục trên cái cổng một cửa quốc gia. Và thủ tục đối với các tàu hoặc các cái phương tiện vận tải trong nước, vận tải nội địa đấy thì làm thủ tục điện tử trên cái cổng một cửa của Bộ Giao thông. Nhờ hiện đại hóa thủ tục hành chính cảng biển, nhiều năm liền, cảng vụ là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính của Cục Hàng hải Việt Nam. Việc đơn giản hóa thủ tục của đơn vị đã nhận được sự ủng hộ, hợp tác tích cực từ phía các đại lý hàng hải, doanh nghiệp cảng, góp phần nâng cao năng lực khai thác, xếp dỡ, cũng như sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Hải Phòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện kế hoạch chỉnh trang ngầm hóa các mạng cáp thông tin khu vực đô thị, một số tuyến phố, tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố và các quận huyện khắc phục được tình trạng dây cáp chằng chịt mất mỹ quan. Tuy nhiên, theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, thì hiệu quả chỉnh trang ngầm hóa cáp thông tin chưa được như mong đợi.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo chỉnh trang ngầm hóa cáp thông tin thành phố Hải Phòng, công tác quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị thời gian qua đã được các địa phương chú ý, bảo đảm đồng bộ, hạn chế tình trạng đào, san lấp bừa bãi như những năm trước đây. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tích cực thực hiện công tác chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin tại một số tuyến đường phố với tổng chiều dài hơn 30 km cáp thông tin. Bộ mặt đô thị Hải Phòng ở nhiều khu vực được cải thiện đáng kể, nhất là khu vực giải trung tâm thành phố. Song so với yêu cầu đặt ra thì việc chỉnh trang ngầm hóa hạ tầng cáp thông tin đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do việc quy hoạch tổng thể đô thị thành phố đang gặp nhiều khó khăn do đan xen giữa hệ thống đô thị cũ và mới. Công tác quản lý công trình ngầm thuộc nhiều ngành khác nhau, sự phối hợp giữa các ngành chủ quản chưa chặt chẽ và hiệu quả. Một số doanh nghiệp viễn thông chưa có ý thức trong việc thu gom hệ thống cáp không còn sử dụng hoặc để lại phần cáp dư thừa quá lớn treo trên các đầu cột, gây ảnh hưởng lớn đến mỹ quan thành phố. Các doanh nghiệp vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về giá thuê hạ tầng ngầm của viễn thông Hải Phòng, dẫn đến sự lãng phí trong đầu tư và hiệu quả của chương trình ngầm hóa đạt thấp. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách của nhà nước và thành phố chưa đồng bộ và còn thiếu các chế tài quản lý, chưa xây dựng được những giải pháp mang tính chiến lược để thực hiện chủ trương này, chưa có những quyết sách lớn nhằm tạo sự đột phá trong đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường đô thị thành phố, chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu ngầm hóa. Công tác quản lý của các ngành chủ quản chưa thật sự quyết liệt. Do vậy, thực trạng dây điện, dây cáp thông tin nhăng nhịt trên các tuyến đường phố gây mất mỹ quan đô thị vẫn diễn ra phổ biến. Mới đây, tại hội nghị triển khai thực hiện chỉnh trang ngầm hóa các mạng cáp thông tin năm 2017, Ban chỉ đạo chỉnh trang ngầm hóa mạng cáp thông tin thành phố chỉ đạo tập trung chỉnh trang hệ thống cáp thông tin, truyền hình cáp trên gần 40 tuyến phố với tổng chiều dài tuyến hơn 46 km. Trong đó tập trung chủ yếu tại hai quận Lê Chân và Hồng Bàng. Sở Thông kiên quyết chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và bên điện lực phải có quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Khi phát sinh những cáp mới phải có sự đồng ý của bên điện lực kéo trên hệ tổng cột của điện lực và cũng trao đổi với quận Lê Chân có sự vào cuộc giám sát của người dân. Khi những cái doanh nghiệp được sự đồng ý về phương án, về kỹ thuật thi công tuyến cáp trên hệ thống cột điện lực thì có giám sát người dân vào cuộc, như thế nó sẽ đảm bảo được cả về hành lang lưới điện cũng tiêu chuẩn kỹ thuật của chuyên ngành viễn thông. Sáng ngày 3 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với quận Lê Chân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng và các doanh nghiệp viễn thông ra quân chỉnh trang các mạng cáp thông tin tại 4 phường của quận Lê Chân, gồm Kênh Dương, Đông Hải, Hàng Kênh và Vĩnh Niệm. Đây là những địa bàn đầu tiên chỉnh trang mạng cáp thông tin trong năm nay. Việc mà quận phối hợp chặt chẽ với lại Điện lực Hải Phòng, với lại các cái nhà mạng, thì nó thể hiện ở hai cái điểm. Cái thứ nhất đó là làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của người dân đấy, và để người dân cùng tham gia góp phần làm đẹp cái đô thị của mình. Thì trước hết là người dân tham gia vào cái thực hiện tốt cái, tức là không phát sinh những cái cáp mới, và nếu mà có phát sinh thì phải chịu sự quản lý của các cái cơ quan chức năng. Việc bó gọn cáp thông tin chỉ là giải pháp tạm thời, song ở thời điểm này thì đây là giải pháp tốt nhất để cải tạo cảnh quan đô thị. Về lâu dài, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tập trung cao cho việc thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và quy định quản lý về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời, việc chỉnh trang ngầm hóa cáp thông tin rất cần sự chung tay của các đơn vị liên quan nhằm góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp và bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Là hội chợ thường niên diễn ra trong khuôn khổ lễ hội truyền thống huyện Cát Hải và khai trương du lịch Cát Bà, hội chợ thương mại thủy sản du lịch Cát Bà 2017 là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tới tham quan. Nét mới của hội chợ năm nay là hàng Việt chiếm ưu thế, được khách hàng lựa chọn với số lượng lớn. Với hơn 150 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh đến từ huyện Cát Hải và các đơn vị kết nghĩa, trong đó chủ yếu là những gian hàng trưng bày các sản phẩm thủy sản và sản vật đặc trưng của Cát Bà như nước mắm, mực một nắng, mực khô, tôm, cá thu, mật ong rừng và giống cây con. Hàng của mình là đảm bảo chất lượng, ngon, giá cả của mình là hợp lý, không đắt với thị trường. Diễn ra từ 25 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4, hội chợ thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan mua sắm với các sản phẩm phong phú về chủng loại.
Nét mới của hội chợ năm nay là các đơn vị đều trưng bày, giới thiệu những sản phẩm làng nghề thủ công, hàng Việt chất lượng cao nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đến với khu du lịch Cát Bà nhân dịp khai trương mùa du lịch 2017, nhiều du khách trong và ngoài nước đã tới hội chợ để lựa chọn những sản vật của vùng đảo này làm quà cho người thân ở đất liền. Đây là lần đầu tiên tôi tham quan hội chợ độc đáo tại Việt Nam. Tôi thấy có nhiều sản phẩm hàng Việt Nam được sản xuất và gia công tỉ mỉ, tinh xảo. Tôi muốn mua về làm quà cho người thân và bạn bè ở Đức. Thế giá cả rất là hợp lý, phải chăng? Nhìn chung là hàng năm nay rất là đẹp, mình thấy rất là tốt. Hội chợ là dịp giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản vật đặc trưng của địa phương, tăng cường hợp tác liên kết thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Thành công của hội chợ là tiền đề quan trọng giúp huyện Cát Hải từng bước đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là đối với các sản vật đồ lưu niệm nhằm thu hút du khách trong mùa du lịch hàng năm. Bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.